Xin mến chào quý vị và khán giả đang xem trên kênh Nhà Đẹp. Hôm nay mình xin giới thiệu cho quý vị một mẫu biệt thự nhà vườn mái Nhật một tầng ở khu vực nông thôn. Đây. Mời quý vị và khán giả cùng đón xem mẫu nhà thực tế này. Đấy. Ngôi nhà này là ngôi nhà mái Nhật một tầng. Đó, được làm theo phong cách hiện đại. Đấy. Bây giờ mình xin mời quý vị và khán giả cùng tham quan một vòng bên ngoài cùng với trợ lý Nhà Đẹp NTN nhé. Và đây là con ngựa sắt của ba thầy trò mình này. Nó luôn đồng hành cùng với ba thầy trò trên khắp mọi nẻo đường. Đấy. Đó. Có quý vị nào đang có nhu cầu tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp, xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình. Và đặc biệt là quý vị nào ở gần Kinh Môn, Hòa Bình thì quý vị có nhu cầu tư vấn phong thủy cũng xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình nhé, để hai thầy trò em lại tiện đường công tác đến tư vấn cho quý vị. Đấy. Và ngôi nhà này thì quý vị có thể nhìn thấy là cái không gian bên trong cũng như vào bên ngoài thì bác làm với những cái phong cách rất là đơn giản, giản dị. Nó không quá cầu kỳ, nó rất là phù hợp cho bác nông thôn. Đấy. Các bác nào mà đang muốn là tiết kiệm cái chi phí xây dựng cũng như là cái chi phí làm nhà, bác có thể làm theo mẫu này nếu mà các bác thấy đẹp. Đó. Mẫu này thì đang có tổng diện tích mặt tiền là 17m, không tính khu vực vệ sinh thò ra bên ngoài như vậy. Đó. Và chiều sâu của nhà là 10m quý vị nhá. Đấy. Và phía bên này sẽ là khu vực sảnh phụ cũng như là khu vực vệ sinh sẽ đưa ra phía đằng này. Đấy. Chiều dài của nhà là nó cái chiều mặt tiền đấy ạ. Chỉ có 16-17m thôi. 16m là mình không tính cái khu vực vệ sinh này. Đó. Đấy là toàn bộ cái kích thước cũng như là cái chiều sâu của ngôi nhà này. Đấy quý vị nhá. Đó. Quý vị có thể để ý được rằng là bên ngoài thì từ những cái đường nét, những cái phào chỉ ngôi nhà điểm nhấn rất là nhẹ bằng những cái màu rất là đẹp này. Đấy. Và kể cả cái ốp chân tường nữa. Đó. Nhưng rất là đơn giản thôi, nó không quá là cầu kỳ. Đấy. Bên dưới sân thì bác ốp một cái loại gạch gọi là gạch ốp sần chống trơn đấy quý vị ạ. Đấy. Hoa văn đơn giản nhưng mà nó tạo lên cái vẻ đẹp cho ngôi nhà. Đấy. Cột sảnh thì bác làm cột vuông 40, vuông 50 đấy quý vị ạ. Đấy. Cũng được khuyết giữa trụ cột rất là to. Đấy. Cột sảnh vuông 50 được làm 3 bậc. Khi mà ngôi nhà các bác làm 3 bậc hay 5 bậc thì khi làm 3 bậc thì chúng ta bước lên thì nó sẽ gần hơn. Và những cái ngôi nhà có những bác thì thích làm 3 bậc, có những bác thì làm 5 bậc vẫn được nha các bác. Đó. Và cái sảnh này của bác thì đang có chiều rộng sảnh là 4m và chiều sâu của sảnh là 2,5m quý vị ạ. Đó. 2,5m cho đến 3m. Đó. Bây giờ mời quý vị vào tham quan không gian bên trong ngôi nhà này nhé. Cảm ơn quý vị và khán giả đã đăng ký kênh của mình, đã cho mình những cái nút thích video, những cái bình luận rất là tích cực. Và quý vị chia sẻ video của mình để giúp mình có thể tiếp cận những người đang chuẩn bị làm nhà, họ có thể xem đến video này của mình. Đó. Bên dưới khi mà bước vào sảnh thì bác có ốp một cái chiếu hoa. Đó. Bây giờ mời quý vị vào tham quan không gian cộng đồng. Bên này sẽ là khu vực phòng khách và chính giữa sẽ là khu vực phòng thờ. Toàn bộ khu vực này thì nó có diện tích khoảng gần được 50m² ấy quý vị ạ. Đấy. Và nguyên cái khu vực phòng thờ bên trong này thì đang có chiều sâu là 16m. Đó. Đấy, phòng thờ rất là rộng. Đấy. Vừa đủ để các bác kê một cái án gian, hai cái ngọ lục bình hai bên và cũng có một cái sập nữa. Đấy. Khi mà phòng thờ như vậy thì rất là rộng. Nhưng là các bác lưu ý là những cái phòng thờ thì các bác nên hạn chế mở cửa sổ. Thay vì đó thì chúng ta làm một cái phía bên trên trần làm một cái lỗ thoát để cho nó thoát cái khói hương ra thôi, cũng không nên mở cửa sổ hai bên. Đấy là một cái lưu ý nhỏ trong khi chúng ta làm nhà thôi. Đấy. Và khu vực này sẽ là khu vực phòng khách này. Đấy. Ở phía đằng này thì đang có một phòng ngủ. Đấy. Đấy, đây là toàn bộ không gian phòng khách. Quý vị có thể nhìn thấy. Và khu vực này thì sẽ có một phòng ngủ. Phòng ngủ này thì đang có tổng diện tích là 16m². Đó. Giờ mời quý vị vào tham quan không gian tiếp theo nhé. Đây là mình đang đi xuống cái không gian hành lang của hai bên phòng ngủ và khu vực đi xuống bếp. Đấy, quý vị có thể để ý thấy được. Bây giờ mình mời quý vị và khán giả tham quan phòng ngủ số 2 đang có tổng diện tích là
khoảng 16 mét vuông. Và khu vực phòng ngủ số 3. Khu vực này thì bác hiện tại đang chưa sử dụng đến, đang phòng ngủ bác vẫn đang để trống, cũng có diện tích khoảng 16 mét vuông. Đầu giường cũng được kê vào chính giữa, hai cửa sổ nhỏ ở hai bên. Giờ mời quý vị xuống tham quan đến không gian bếp cũng như là bên ngoài bếp. Phía bên này sẽ là không gian phòng không gian sảnh phụ. Đấy. Không gian sảnh phụ này thì của bác đang lợp kính bên ngoài này, làm hệ lam bê tông và các bác lợp kính này. Đó. Và đến không gian bếp. Đấy, quý vị có thấy không? Cái không gian bếp bác rất là gọn gàng ngăn nắp này. Đấy, bếp thì bác làm theo cái bếp theo phong cách cũng của là bếp Nhật đấy quý vị ạ. Đó. Toàn bộ những cái tủ bếp nó vuông thẳng phẳng. Đó. Đó. Đấy là toàn bộ khu vực bếp. Toàn bộ khu vực này, bếp này của bác thì đang có tổng diện tích là khoảng 20 mét vuông. Đó. Và phía đằng này thì của bác lại đang đi ra khu vực vệ sinh chung cho toàn bộ căn nhà này. Đấy, khu vực vệ sinh của bác này ở vị trí đằng này. Đấy. Và sau là khi mà đi ra lối từ sảnh phụ thì sẽ có thêm một cái vệ sinh nữa bên ngoài nha quý vị. Đó. Cảm ơn quý vị và khán giả đã đăng ký kênh của mình. Cảm ơn quý vị và khán giả đã đón xem video. Đấy. Và phía đằng này thì sẽ là khu vực vệ sinh phía bên ngoài. Đó. Cũng như là khu vực vệ sinh phía bên ngoài là bác tích hợp luôn cả sân ướt bếp phụ ra phía bên ngoài này. Đấy. Kết hợp với sân phơi. Và đằng trước của bác là một cái dàn hệ thống nan của bác này. Đấy. Đấy là toàn bộ cái không gian của mẫu mái Nhật một tầng 3 phòng ngủ này. Cảm ơn quý vị và khán giả đã xem video tới đây. Đấy, quý vị thấy chia sẻ của mình hay hữu ích, hãy cho mình một nút thích video, một nút đăng ký kênh để mình cập nhật nhiều mẫu nhà thực tế hơn trên kênh Nhà Đẹp. Quý vị cần tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình nhé. Hẹn quý vị và khán giả ở những video sau.